Xông vô, bắn nó. Bắn nó. Đúng rồi, bắn vô cái mặt của nó đó. Còn bắn vô cái thân người của nó hình như là cũng có gây sát thương nhưng mà không nhiều. Và có chuyện như vậy. Ui da, ui da, ui da, ui da. Cho em xin đi. Nó rớt quả tiễn xuống kìa. Rồi cái con ở đâu? Ở đâu? Ai thấy nó không? Ui, nó rớt quả tiễn, nó rớt quả tiễn. Nó bắn quả tiễn ghê quá. Giờ phải rỉa nó thôi, cứ rỉa nó. Rỉa là kéo máu rồi, khỏi nói nhiều. À, trên thân người nó là bắn được hết, không có sợ gì hết á. Giác đạn lên thêm, giác đạn lên. Đâu rồi? Ở bên kia kìa. Bắn đi anh em ơi. Minigun. Bắn, bắn, bắn. Uya, uya, nó rớt quả tiễn á. Mình vừa bị dính quả tiễn. Nè, sấy nó, sấy khô.